Sáng thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Nguyện Quang Texas Hoa Kỳ trong pháp tu xuất gia giao duyên kỳ thứ tư, và hôm nay là ngày thứ ba của pháp tu. Quý vị có khỏe không? Sáng quý vị ăn sáng đủ no? Sáng ăn sáng xong có què nghe chị Phật tử, một giới tử trẻ đi ngang đó thầy, hôm qua ăn súp sáng đang cháo, tối mà cho ăn súp mà ăn cháo thì chịu gì nổi, ý nó vậy đó. Thôi mà nhớ cũng trong một cái khóa tu thì có một buổi chiều nọ cũng cho ăn cháo mà loãng lắm, cháo rất là loãng, mà thanh niên không mà thành tử là ai cũng rên hết. Cái phó hòa nói có một vị thượng tọa ngồi kế bên, mấy người trẻ không mà cho ăn cháo loãng kiểu này quý vị chịu không nổi đâu. Thượng tọa nói trẻ không chịu nổi còn tôi là chết. Biết tại sao không? Tại vì người lớn tuổi á, ăn cháo loãng thì nó hay đi giải phải không? Để là các vị nói nó chịu nổi còn tôi là chết. Thế là chúng theo như chương trình sinh hoạt sáng nay thì thay vì chúng ta có một giờ sinh hoạt pháp hội thì hôm nay chúng ta đã nghe 5 buổi rồi, 5 buổi mà qua hai cái bài khoa nghi ở trong Lương Hoàng Sám. Thì sáng hôm nay chúng ta dành thời giờ để chúng ta giải đáp một số những thắc mắc của các vị đồng tu, hầu thêm những cái kiến giải để cho chúng ta hiểu biết về Phật Pháp cho nó rõ ràng, để chúng ta không có lầm khi mà chúng ta tu học. Bởi vì trong Phật giáo chúng ta có câu là tu mà không học là tu mù, học mà không tu. Đại sách có một câu nữa, nghĩa là tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu thêm lớn tà kiến. Bởi vì mình tu mà không có học thì mình không biết gì hết, thì mình mê mờ. Nhưng khi mình học nhiều quá mà mình không ứng dụng gì hết thì những cái mà chúng ta học nó sẽ trở thành ra những cái tà kiến, tức là những cái thấy lệch lạc. Và những cái thấy sai không có đúng thì chúng ta gọi là tà kiến. Bây giờ mình nói câu hỏi thứ nhất. Thầy Hoan Hỷ cho con biết có bao nhiêu luật khi thọ Bồ Tát giới. Thế đại chúng ở trong đệ tử của Phật ấy, đạo Phật là luôn luôn dạy chúng ta cái nền tảng đạo đức. Người muốn có cái nền tảng đạo đức thì buộc lòng phải có những cái giới luật căn bản để hành trì. Có một ví dụ như ở trong một cái quốc gia thì cũng có những cái luật làm gì để bảo hộ cho quốc gia nó được an toàn qua những người công dân trong đất nước đó tuân giữ những cái luật. Thì cái căn bản nền tảng đạo đức của người Phật tử là thọ tam giới. Thứ nhất là vì lòng từ bi không giết người hại vật.
vì tôn trọng sự sống của người khác, không vì sự giận dữ hận thù mà chém giết lẫn nhau. Thứ hai, để giữ sự bình đẳng trong xã hội, chúng ta không ăn cắp của người khác. Để bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình, chúng ta không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người khác nếu họ không phải là chồng hay vợ của mình. Thứ tư là tôn trọng sự thật và nhân cách của mình, cho nên nguyện không nói những điều lường gạt cho người khác. Và để bảo sự nhân cách, bảo tồn nhân cách và bảo đảm sự hạnh phúc gia đình, cũng như không có bị mất tiền, mất của, mang bệnh, mang tật, chúng ta không uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc. Thì bây giờ năm cái này là năm cái nền tảng để xây dựng một con người. Nếu con người giữ được năm điều này thì tự nhiên nhân cách của con người đã tròn rồi. Ví dụ như mình không có nói dốc, nói láo thì không bao giờ ai có thể khinh thường mình được. Mà hãy nhắc tới mình, nó nói thôi đừng nghe cái cô đó nghe, cô nói một nghe không được nữa. Tức là mình nói riết cái thì người ta không còn cái niềm tin ở nơi mình nữa. Đó một cái vấn đề nói năng. Đó là chưa nói tới rủa chửi. Tại vì nói nó có bốn cách nói: đâm thọc cho người ta gây gỗ, chuyện có nói không, chuyện không nói có là nói dối, chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, nói những lời thị phi vô ích là nói lời vô ích. Cái miệng mình nó có bốn cách nói. Thì cái thềm thang căn bản của người Phật tử là giữ giới, ai cũng phải giữ giới hết. Rồi tùy theo trình độ khả năng của mình phát nguyện mà mình giữ thêm những cái giới khác, nhưng mà căn bản là phải giữ năm giới. Riêng Bồ Tát giới thì Bồ Tát giới là nói về cái giới phẩm. Những vị phát cái tâm rộng hơn, từ bi rộng lớn, mong mỏi có được sự đem cái lòng từ bi của mình trang rãi cho mọi người mà chúng ta nhìn thọ thêm cái giới Bồ Tát. Nếu mà người xuất gia đó thì thọ 10 giới trọng, tức là 10 cái giới quan trọng, 48 cái giới nhẹ, chúng ta thường gọi là 10 giới trọng, 48 giới khinh. Thì cái Bồ Tát giới đó là rút ở trong một cái quyển kinh gọi là Kinh Phạm Vọng. Nhưng mà các vị tại gia Bồ Tát, Bồ Tát nó có hai loại: Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia tức là những Bồ Tát mà những vị đã xuất gia rồi, thọ tỳ kheo giới rồi, nhưng mà thọ thêm Bồ Tát giới của người xuất gia nữa, để cho cái hạnh nguyện độ sanh hoặc là cái phương tiện độ sanh của mình nó dễ dàng. Không vào ví dụ như là theo luật tỳ kheo là mình không có được xúc chạm thân của người nữ, nhưng mà mình thọ Bồ Tát giới rồi thì nó sẽ trợ giúp cho mình hơn. Là ví dụ như lỡ cái cô đó cổ đi trên đường cũng dấp một cái cây cổ té, mình chạy tới mình đỡ cổ thì mình không có phạm, tại vì mình thấy người ta khổ thì mình tới mình giúp, mà cái tâm mình không có bị những cái gọi là vướng mắc hay là cái tâm ô nhiễm, mà mình chỉ thấy người khổ mình giúp. Riêng tại gia cư sĩ Phật tử thọ Bồ Tát giới thì có 6 giới trọng, 28 giới khinh. Xuất gia Bồ Tát thì 10 giới trọng, 48 giới khinh. Còn tại gia Bồ Tát thì 6 giới trọng, 28 giới kinh. Thì cái giới đó rút từ đâu? Rút từ một quyển kinh tên là Tu Bà Tát Giới. Có hai quyển kinh nói về giới Bồ Tát. Một quyển gọi là Phạm Vọng, thì giới này đa số dành cho các vị xuất gia. Còn Tu Bà Tát Giới kinh thì hướng về cư sĩ tại gia. Thì quý vị rõ được cái chỗ đó ha. Kính thưa Thầy, trong quyển 5 Lương Hoàng Sám Giải Quan Thích Kiết, kính Thầy giảng thêm cho chúng con rõ cái chữ kiết á, nó còn có cái nghĩa là kết.
chữ kết nghĩa là trộn. Sở dĩ mà chúng ta gặp, chúng ta hận thù oan trái với nhau là do chúng ta trộn những cái chấp trước phiền não hờn giận. Ví dụ như bây giờ ai làm cái gì đó mình không thích, mình không nói ra, nhưng mà mình cộn cái điều người đó làm ở trong lòng mình. Mình không nói ra nhưng mình cộn trong lòng mình. Rồi bắt đầu về là mình cắt sự liên lạc với người đó. Và thậm chí ai quan hệ với người đó gần như mình cũng tuyệt giao. Tức là mình do mình trách hờn, mình oán trách cái người đó, cho nên mình mới cộn cái phiền não giữa mình với người đó. Thì cái chữ kiết hay là chữ kết nó cùng một chữ. Kết là cộn. Mà mình cộn như vậy á, thì không phải đời này mà mình khổ lụy mà nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay nhờ cái sự tu tập chúng ta thấy được cái oan trái giữa mình với người, cho nên mình cũng mở cái dây này. Cho nên mới đầu cái để chữ giải. Giải là gì? Giải là mở. Mà giải là mở mà ngược lại dưới cột, cột là kết. Giải cái oan, giải cái oan, mà giải cái oán hận với nhau mà lâu nay chúng ta đã kết với nhau, đã cột với nhau. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang cái ngày dịch cái chỗ này là giải tỏa oan kết. Và ngày Thiên Giác thì dịch cái chỗ này là giải oan thích. Tức là mình giải tỏa nó đi, gọi là giải kiếp, giải thích. Những cái gì mà chúng ta cột với nhau, mà sở dĩ chúng ta sanh cái tâm cống cao, ngã mạn là vì chúng ta không biết những cái bậc gọi là thượng, trung, hạ, tòa trong câu hỏi Pháp hỏi. Thay vì người ta mới nói là những bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, thì cái chữ thượng tọa, trung tọa, hạ tọa ở đây không nhằm chỉ để nói người xuất gia. Ví dụ, có một ví dụ ha, ở dưới cái giảng đường này, các vị ngồi trên ghế là các bậc thượng tọa. Rồi bắt đầu cái người mà khoảng chừng 70-60 là trung tọa, 20-30 tuổi là hạ tọa. Tức là khi chúng ta sống trong đời, chúng ta phải biết trên biết dưới. Cái người mà biết trên biết dưới thì người đó thường ít có tạo lầm lỗi và sống dễ thương. Cho nên mấy em nhỏ khi mà nó đi ra nó học, nó hay lên nó gặp Pháp Hòa, nó nói thầy, con sắp sửa đi học xa, thầy có thể dạy cho con một đôi điều để con nhớ lời của thầy mà con đi học. Thì thường Pháp Hòa nói ba điều. Thứ nhất, đối với bản thân, các con phải nhớ ít muốn biết đủ. Đối với bản thân mình á, thì có nhiêu mình hưởng nhiêu. Tại vì hãy lựa chọn những cái gì, hãy sống những gì các con cần, đừng mua những gì các con thích. Tại vì cái thích đó là nó vô cùng vô tận. Và hễ cái thích mà có thì có ngày không có thích. Mà thật sự thưa đại chúng, trên đời này cái chúng ta cần là đã đủ. Đa số chúng ta dư là tại vì những cái chúng ta thích. Không, mà ví dụ bây giờ mình có áo tràng, mình cần áo tràng có chưa? Tại sao trong tủ vẫn còn dư 9 cái? 9 cái đó là tại 9 cái mình thích. Mình cần một cái áo tràng là đã có. Nhưng mà tại vì mình thấy vải này đẹp nè, cái kiểu này may đẹp nè, tôi cũng có một cái giống chị mà sao không có cái bông, vì cái bông nó mua. Cho nên mình cần một đôi giày có chưa? Nhưng mà tại sao mình vẫn còn dư cả trăm đôi giày khác? Tại vì những đôi đó là mình muốn. Cái mình cần thì không bao nhiêu, mà cái mình muốn thì quá chừng. Cho nên Pháp Hòa phải nói với đứa nhỏ, đối với bản thân thì hãy sắm cái gì mình cần mà giảm cái gì mình muốn.
đối với tha nhân thì phải biết kính trên nhường dưới, phải biết ai lớn ai nhỏ mà đối xử. Muốn thành tựu sự nghiệp lấy nhẫn nhục làm đồng. Đó là ba điều Pháp Hòa luôn luôn nói với các bạn trẻ, hay là những đứa mà đã từng ở chùa rồi học với Pháp Hòa từ nhỏ, bây giờ lớn lên rồi đi ra những cái tỉnh khác để đi học. Lâu lâu có những đứa mà bạn nó lên, trước khi nó đi nó từ nhà và nó xin thầy cho con vài lời để con ghi nhớ lời thầy mà con đi học sang. Và thưa đại chúng, ở trên đời này, cái vũ khí mà thành tựu người ở đời Phật dạy trong kinh đó, có 8 loại vũ khí. Cái vũ khí của một ông vua là uy quyền, vũ khí của người đàn bà là nhõng nhẽo, vũ khí của con nít là nước mắt khóc, vũ khí của người tu là gì? Là nhẫn nhục. Cho mình có nhẫn nhục thì mình vượt hết á. Vậy thì cái chữ thượng trung hạ tòa ở đây, hạ tòa đó, không có để chỉ cho những người xuất gia là thượng tòa, trung tòa, mà để chỉ cho tất cả những phẩm, những cái giới phẩm, tuổi tác của mọi người trong xã hội. Giống như mình ngồi đây là đủ 3 tòa đó. Có thượng tòa, có trung tòa, có hạ tòa. Mà ai mình cũng phải kính hết, chứ không phải nói hạ tòa là không thương, trung tòa thì phải hơn chút, vân vân. Cho nên trong đó mới nói nó bất kính thượng trung hạ tòa. Kính bạch thầy, khi xả giới cho giới tử, con nghe thầy nói đại đức nhất tâm niệm, con không hiểu, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Khi mà mình đi vào một cái buổi lễ nghi thức, chúng ta hay có một câu nói là đại đức nhất tâm niệm. Mà nếu cái câu đó mà dịch ra tiếng Việt á, thì nó có nhiều cách dịch. Ví dụ như là xin đại đức để tâm nghe chúng con, hay là bạch đại đức một lòng thương xót. Chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Nói bây giờ dịch ra cái câu này là đại đức ơi, xin đại đức hãy nhớ là các Phật chúng tôi là những người thọ giới gieo duyên hôm nay, giờ này đã xong rồi. Xin thầy hãy vì chúng tôi mà làm lễ xả giới. Cái chữ nhất tâm niệm là hết lòng thương nghĩ đó. Vì đại đức đã có lòng quý, chư tăng đã có lòng thương nghĩ, tổ chức khóa tu rồi thì bây giờ có lòng thương nghĩ làm lễ xả giới. Trên cái câu nó nghĩa là vậy. Và sau này trong cái nghi thức ta dịch tiếng Việt rõ vậy. Xin đại đức để tâm nghe chúng con. Ở trong các cái nghi thức truyền giới sau này dịch thẳng ra tiếng Việt ta là xin chư tôn đức để tâm nghe chúng con. Nghe cái gì? Nghe chúng con trình, chúng con muốn thọ giới, xin các ngài thương mà tuyên giới không dù vậy. Tại sao thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia vào lúc nửa đêm? Mình không muốn ngày xuất gia nửa đêm thì mình muốn ngày xuất gia buổi sáng phải không? Thưa đại chúng, nếu nói về cái sự á, thì nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ngài là cái người trốn đi mà. Mà trốn đi thì làm sao đi giữa thanh thiên bạch nhật được, phải không? Cái chuyện mà đã trốn đi thì phải đi lúc nửa đêm. Đó là mình nói theo cái sự thật lịch sử. Còn nếu mình nói theo cái lý, ban đêm là tượng trưng cho màn vô minh. Chính trong cái đêm tối vô minh đó có con người tỉnh ngộ. Giống như trong một cái đêm tối mịt mù, không có một ánh đèn nào hết, thì một viên quẹt được bật lên. Dù chỉ là một viên quẹt, nhưng mà nó cũng làm được cái công năng là cho người khác thấy cái công tắc điện ở đâu để người ta mở đèn. Vậy thì cái, nếu mình nói ở cái lý,
thì chính cái ban đêm đó là tượng trưng cho vô minh, tâm tối. Thì trong cái tâm tối đó mới bật lên cái ánh sáng của người giác ngộ. Cô à, nhớ có một thầy viết về cuộc đời của Đức Phật, thì cái thầy mới diễn đạt cái chỗ đó bằng mấy câu thơ như thế này. Khi mà thái tử Sĩ Đạt Ta vào kêu Sa Nặc, Sa Nặc, Sa Nặc, dậy, dậy, đem ngựa kiềng cắt ra, chở ta đi. Sa Nặc đang ngủ mà bị gọi dậy thì vừa dụi mắt mà vừa hỏi: trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Thì lúc đó thái tử mới trả lời: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo mộng. Tại sao mà ở trong chùa ngủ không ngủ thẳng cẳng như mắt gì mới có 3-4 giờ dựng dậy? Tại thường thường á, con người á, đầu hôm á, lên giường ngủ nhưng mà trằn trọc lo toan á, ngủ khó. Nhưng mà cái giác 3 giờ, 4 giờ là ngủ ngon. Tại vì nó cuối hôm rồi, mình suy nghĩ riết nó cũng kiệt quệ rồi, bắt đầu thiếp thiếp chợp mắt ngủ. Mà cái giờ đó mà ngủ mà trời sắp sáng đó, mà bữa nào mà mùa đông mà trời lạnh mà được trùm mền mà ngủ vào cái giờ đó đó, nó còn ngon dữ nữa. Mà đồng hồ mà báo thức rồi, mà cúp cái đồng hồ rồi, mà nướng cái giờ đó, nướng nó còn thơm dữ nữa. Cho nên đa phần là khét. Nhưng mà cái giờ đó là cái giờ ngủ ngon thì trong chùa không cho ngủ. Tại sao? Bởi hễ cái gì mà người đời họ mê thì người tu không được mê. Cái giờ đó là giờ ngủ ngon thì phải bắt dậy, không để cho quyến rũ bởi những cái ngũ dục, mà trong đó cái ngủ là nằm ở trong trên tâm thức. Mà bây giờ thức mà biểu mình lên ngồi tụng thóc hoa là chắc tụng không nổi rồi. Cho nên các tổ mới soạn ra những nghi thức như là tụng lăng nghiêm. Nó trại, nó trẹo, tụng không có buộc. Phải không? Giờ nó trại, nó trẹo vậy mà ráng tụng cho nó tỉnh. Nhưng mà nếu mà buộc lòng rồi đó thì chưa tới để ngủ nữa, là mình ngủ trước, để ngủ rồi. Pháp Hòa kinh nghiệm vậy, cho nên Pháp Hòa cho lại sống thôi. Tại vì mình sám hối, mình có cơ hội mình đứng lên lại xuống thì cái cơn buồn ngủ của mình nó giảm đi. Và đồng thời buổi sáng mà tập thể dục như vậy cũng là tốt. Cho nên ở bên Trúc Lâm đó là sáng chủ nhật đó là đại chúng lại giảng Phật. Không cần thời gian là bao lâu, cứ sáng chủ nhật nào cũng lại bằng Phật hết. Lại hết quyển này, tiếp tục lại quyển khác. Mà đến khi nào Pháp Hòa mà ít đi đâu Phật sự đó, ở nhà lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ một lần. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi, đọc một chữ thôi: Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật lại lại. Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật lại lại. Nam Mô Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật lại. Là nữa lại một tiếng hồ, nhiều khi được chừng một đoạn thôi. Mà một cuốn Pháp Hoa mà nếu lại đều đặn mỗi ngày đó thì phải 3 năm mới hết. 3-4 năm mới hết quyển đó. Tại vì ở đây á, là mình không có đặt cái vấn đề là mình lại bao nhiêu và chừng nào hết. Và cái cốt là mỗi ngày mình lại giờ. Ở bên Vạn Phật Thành ở bên California, sau giờ công phu sáng thì thắp một cây nhang lên, và cây nhang đó có thời lượng là 1 tiếng, thì tất cả đại chúng lại phần tiếng, lại tàn cây nhang và hồi hướng, chứ không cần biết là bao nhiêu lần. Về nghe băng lại.
trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo mầu. Theo Phật giáo, thế nào gọi là ác? Đâu cần theo Phật giáo, bây giờ theo đạo hữu, cái gì gọi là ác? Mình là người có nhận biết. Cái gì mà nó xuất phát từ cái tâm niệm, lời nói, hành động mà gây đau khổ cho con người thì đều là ác. Có nhiều khi một sự việc mình giải quyết mà lợi mình mà hại người thì cũng chưa gọi là việc. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm phải nhớ là không phải chỉ lợi mình không, mà mình còn phải nhớ là có lợi người. Mình vui, thí dụ mình nói cho thỏa mãn cái niềm vui của mình mà mình quên những người xung quanh, người ta nghe cái lời nói, có thể một hai người ngồi đó người ta có thể bị đau vì cái lời nói đó. Cho nên hành động, lời nói, ý nghĩ luôn luôn phải chánh niệm, cái điều đó mang lại cái gì lợi lạc. Cho nên trong cái giới thứ nhất, không giết người hại vật, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày. Ví dụ như mình không có đánh cái người đó, nhưng mình nghe cái người đó bị đánh, mừng, đáng đời. Tôi nói mà, trước sau gì cũng bị đập, đâu cần tới tôi. Ví dụ vậy, tức là mình tùy hỷ. Cho nên trong kinh nói đó, mình không làm mà nghe người ta làm mình vui, suối biểu người ta làm, hoặc là mình tùy hỷ theo cái hành động của người ta. Xin thầy giải đáp làm sao giải trừ phiền não. Này là một quá trình tu đó, giải đáp một lời hai lời cũng hết đó. Hồi sáng mình đã nghe chữ phiền, mình đã nghe chữ phiền não rồi. Mình không có muốn phiền thì nếu mà học mình đừng để mình có cái gì mình hưởng nấy, mình không có bị dính mắc với chấp trước gì là không có phiền não. Ví dụ mình ngồi mình tụng kinh mà mình không đồng ý với cái người kế bên của mình đó là tụng cái gì mà không có theo mỏ là mình cũng phiền não rồi. Cho nên không phải là cái gì mà nó không, mình không bằng lòng, mình không thoải mái đều là phiền não. Chúng con có tượng Phật mà duyên không thể thờ, xin đem vào chùa thì không có chùa để chứa, vậy chúng con làm sao để khỏi tội? Quý vị hiểu câu hỏi không? Đến với nhà thờ. Làm sao mà chùa không chứa, không chùa này thì chùa khác. Thưa đại chúng, ở Việt Nam á, ngày xưa ở Việt Nam á, và nói là cái cách của ngày xưa ở Việt Nam á, là ở bàn thờ Phật á, hay xây như thế này nè, rỡ dưới cái học này ta đào cái lỗ ở lòng bàn Phật á, để cho những cái tượng Phật bị hư, bị rách hay là cũ hay là bể gì đó mà Phật tử ta không có dám bỏ đâu đó, ta đem vô thì chùa mới đem để hết ở trong đó. Hoặc là có nhiều khi ta xây cái tháp nhỏ nhỏ ở ngoài sân chùa, bao nhiêu những cái tượng cũ để vào. Và bây giờ cái tượng này không có sao hết, chỉ có điều là không có duyên để thờ thôi. Thì mình đem vô mình cúng tại chùa, mình nói là con thỉnh cái tượng này, nhưng mà con không có phương tiện để thờ, thì con xin gửi lại trong chùa, nếu Phật tử nào người ta có duyên mà ta muốn thờ thì chùa cho thỉnh lại để thôi. Ở chùa hôm qua là quá trời, mà không phải tượng Phật nữa, thần tài, hổ địa, quan công, thánh mẫu gì cũng có chứ. Rồi ai muốn vô kiếm tượng gì có còn chỉ nguyên một tủ vậy đó. Ốc địa bây giờ ngồi đây. Ốc địa, thần tài, rồi quan công, rồi địa mẫu, rồi
phủ thiên quyền nữ gì đầy hết trơn ở trong trong chùa, đầy một tủ vậy, ở có quà, có cái bằng Phật đó, đem vô cất rồi riết rồi á, người ta có những cái bàn thờ mà nó cũ quá, người ta đổi bàn mới mà người ta vốn dám dùng nữa, mà ta đem vô chùa mà ta đưa mình, ta sợ mình không nhận, tối chở để trước cửa chùa sáng mở cửa ra thấy bàn thờ đó một quá trời. Hồi đó là ta ổng con ta đã bỏ trước cửa chùa đó, bây giờ ổng có con mà thấy bàn thờ. Con thấy có thầy mặc áo hậu màu lam và đắp cà sa màu vàng, còn có thầy mặc áo hậu màu nâu đắp cà sa màu vàng, như vậy có sự khác về tông phái không? Kính thưa đại chúng, bây giờ mình nói một chút về cái pháp phục. Thời của Phật không có phân chia cái hậu cái gì hết trơn, mà thời của Phật là chỉ có y thượng, y hạ. Y hạ tức là cái xà rông, y thượng tức là cái y mà quấn trên người đó. Nhưng mà khi Phật giáo truyền sang đến Trung Hoa, Việt Nam đó, thì cái quốc độ của chúng ta là quốc độ lễ nghĩa, cho nên không thể hở cái cánh tay như là Ấn Độ được. Và cũng rất là bất tiện khi phải đi làm việc, cho nên các ngài đã nương vào những cái áo của các ông quan trong triều mà chế ra cái áo hậu. Bây giờ quý vị thấy cái áo hậu mà nó rộng thùng thình, mà có cái tay dài đi như mấy ông quan đời nhà Đường, thì cái áo hậu đó được chế ra, rồi bây giờ cái lá y đó cũng được thiết kế trở lại để cho nó phù hợp với cái quốc độ. Và tùy theo mỗi một cái quốc gia, người ta quy định cho tăng ni mặc những cái pháp phục để mà phân biệt tăng và ni. Bây giờ mình nói riêng Phật giáo Việt Nam, chư ni á, là mặc áo tràng lam, áo hậu lam đắp y vàng. Chư tăng á, thì mặc trọn một bộ màu vàng khi lên làm lễ, để người ta nhìn vô người ta phân biệt được tăng ni. Riêng các vị sa di ni cũng mặc hậu lam. Nói chung là bên ni là tất cả, dù là chư vị sa di này tùy theo là áo hậu lam hết, y vàng. Rồi sau này có những vị đề xướng theo cái cách của mình đó, là mặc hậu màu nâu. Giống như bây giờ mình nói giống như bên làng Mai vậy, tăng ni mặc hậu màu nâu hết, đắp y vàng. Nó cũng không phải là một cái tông phái đã được quy định, chỉ có điều là do các vị hòa thượng đề xướng lên trong cái tông môn đệ tử của mình. Còn quy định của Phật giáo xưa nay của Việt Nam là như vậy. Ngay cả cái áo hậu nâu này, các vị tỳ kheo tăng, bên tăng là tỳ kheo trở lên mới mặc. Các vị sa di ni bên Nam là mặc màu nâu, nhưng mà mặc áo nhật bình nâu, chứ không có áo tràng nâu. Áo nhật bình là cái áo mà gài cái nút ở giữa. Còn chư ni là hoàn toàn áo lam. Chỉ những hàng ni sư trở lên, như là ni sư cho đến sư bà, thì mới mặc áo tràng nâu. Nếu mà nói là đúng cái cách mà Phật giáo Việt Nam quy định, để ra đường người ta nhìn vô người ta biết giới phẩm của chư vị. Mà đồng thời quý vị thấy là quý thầy, quý sư cô cạo đầu rồi người nào cũng tròn tròn. Mà nếu mà mặc cùng một màu một áo là nhiều khi nhìn lầm á. Cho nên quy định như vậy. Ví dụ như ở trong Phật giáo Việt Nam á, Phật giáo thống nhất là quy định các sư cô đội cái khăn lá sen, giống như cái mấn của các sơ vậy đó.
khi ra đường để người ta cũng nhìn vô thôi, à đây là một sư phụ. Chứ còn nếu mà nói là tông phái thì cũng không hẳn, nhưng mà đây là mỗi một cái quốc, ví dụ như riêng Phật giáo Trung Hoa thì khác. Ở Phật giáo Trung Hoa đó thì tất cả đều mặc áo hậu mà màu đen, đắp y nâu, ít có đắp y vàng, đa số đắp y nâu. Chỉ có cái vị trụ trì mới đắp y đỏ. Cái y đỏ đó gọi là tổ y, tức là khi truyền cho vị trụ trì đó cái chức trụ trì đó, thì khi hành lễ là vị đó đắp y đỏ. Dù vị đó chỉ mới 30 tuổi, nhưng mà cái trách nhiệm của vị đó là trụ trì, thì vị đó lên làm lễ đắp y màu đỏ để người ta nhìn vô ta biết đây là vị trụ trì. Còn riêng Phật giáo Việt Nam thì tất cả là y vàng hết, và căn bản là y 7 điều. Còn cái y mà thượng y tức là 25 điều đó, đa số là những vị thượng tọa trở lên mới đắp, chứ còn các vị nhỏ dưới hơn ít ai dám. À, ngày nay các vị thấy các thầy đắp nhiều cái y màu này màu kia, trong các đó là các thầy trong cái khoa nghi lễ ban kinh sư là các thầy làm, chứ còn đúng theo cái y mà tụng kinh thường nhật của chư tăng là y 7 điều màu vàng. Nhưng mà cho dù màu nâu hay là màu vàng thì nó cũng mang một cái ý nghĩa là cái màu của đất, tượng trưng cho sự nhẫn nhục, chịu đựng. Bạch thầy, con có câu hỏi. Con có đeo sợi dây có mặt Quan Âm, con có thể vô phòng vệ sinh được không? Nếu mà Pháp Hòa nói không thì vị này sẽ không bao giờ vô. Tại hỏi là bây giờ con đeo vào được không, mà nếu không thì là sẽ không vô, phải không? Thật ra thưa đại chúng á, khi mà mình mang một cái tượng Phật trong người á, thì nó chỉ mang cái ý nghĩa là chúng ta đeo một cái tượng Phật để mà mình, nhất là mình nhắc nhở mình có Phật. Nếu ở cái thế gian này mà nói là dơ á, không hẳn cái nhà vệ sinh nó dơ đâu. Cả cái thế giới vũ trụ thì chỗ nào mà không dơ, chỗ nào mà không hôi. Đấy, đang trước thì biết liền gì. Đâu có nhất thiết phải trong đó đâu. Cho nên là nếu mà mình đeo á, là tại cái tâm thành của mình đeo thôi. Bây giờ ví dụ như bây giờ nếu mình nói là không được đeo, rồi mỗi lần mình đi vô cái mình mở ra, rồi mình cất cái hai chừng hai lần cái mình quên. Có nhiều người còn bày kiểu nữa chứ, sợ bị ô uế quá con ngậm miệng. Trời Phật ơi, tưởng chỗ này nó sạch hơn kia. Có nhiều người sợ đem mang Phật vô trong nhà vệ sinh là dơ lắm, thôi mà há hiện ngậm Phật chứ không, Phật mà ổng biết la làng nữa chứ không. Ông nói please give me alone. Bày cái kiểu gì mà ngộ. Cho nên Phật tử mà không có hiểu đó, đó thì là coi như mình làm một hồi là mình đi tùm lum đường hết rồi. Thì Pháp Hòa thưa là nếu mà nói là sạch, sạch hay không là mình thôi, chứ còn bây giờ nếu mà nói dơ, ví dụ như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ quý vị nấu một nồi canh do mình đông lường rồi mình sắc gọt mình rửa sạch mà chắc là nó sạch không? Đâu chắc đâu, nhiều khi cải mình rửa chưa sạch cát nó vẫn còn. Rồi bây giờ mà nấu canh rong biển, nào mình ngâm cái rong biển nó ra rồi để vô trong nồi canh, nó hồi múc canh nó vẫn nghe tiếng sồn sạc của cát ở trong, nó có sạch đâu. Rồi một con ruồi, một con gì mà nó bay ngang nó rớt vô mình cũng ăn như thường thôi. Sao? Thành thử ra cái đó, nếu mà cái sạch cái dơ trên thế gian này mình nói không có hết. Cho nên cái nhà vệ sinh
chẳng qua là cái nhà để chúng ta giải quyết sanh tử. Rồi bây giờ ví dụ như vậy, xin lỗi, ví dụ bây giờ lúc mà mình đeo đó rồi mình nói mình đi vô nhà vệ sinh mình không đeo, rồi lúc mình đi tắm thì sao? Thành thử ra, thật ra đó, cái đó là tùy mình. Mình muốn kính trọng sao mình tùy, nhưng mà không nhất thiết. Mình cứ bình thường thôi. Nhưng mà ví dụ có nhiều người thì mình để cho mình nhẹ nhẹ lòng chút, khi mình đi vào thì mình cất thôi, vô trong cái áo của mình vậy thôi. Nhưng mà không để ngoài này, sợ ngửi vô này cũng tọt chết. Cho nên ví dụ như giờ Phật tử mình là mặc áo tràng á, áo tràng quý vị tụng kinh đó, khi mà quý vị đi vào trong nhà vệ sinh đó thì nhớ lấy ra. Tại vì cái này là cái mình có thể lấy ra được. Tại vì cái áo này mình có áo thôi, để mình mặc mình làm lễ. Cho nên khi mình đi vào nhà vệ sinh thì nhớ mình ra cái áo, mình cất lên, rồi xong rồi mình lại rửa tay sạch sẽ mình mặc vào. Và cái áo này nhớ là chừng 2 tuần, giỏi lắm là 1 tháng nhớ giặt. Xin Thầy hoan hỷ cho chúng con biết công năng của các vị Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Hộ Pháp Chư Tôn, Linh Sơn Hội Thượng. Thưa đại chúng, là mỗi một, như hôm qua Pháp Hòa Pháp Thưa, là mỗi một vị Phật, mỗi một vị Bồ Tát đều có cái hạnh tu hết. Bởi vì các ngài có cái hạnh tu cho nên các ngài mới thành tựu được như cái hiệu của quý ngài. Ví dụ như là Đức Đại Hạnh Phổ Hiền. Đại là lớn hơn, Đại Hạnh tức là có cái hạnh rộng lớn. Vì chính có cái hạnh rộng lớn cho nên mới đem giúp trùm khắp hết gọi là Phổ Hiền. Cho nên cái hạnh của Đức Phổ Hiền là gì? Là việc làm. Tiếng Anh dịch là The Bodhisattva of Great Action. Bồ Tát này có một cái nguyện, có một cái việc làm, cái hành động cụ thể là độ cho đời. Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, cho nên ngay cái hiểu của ngài là mình nghe rồi, đại trí. Mà thưa đại chúng, là cái chữ đại trí là mình thêm, chứ tên của ngài không có hai chữ đại trí phía trước. Tên của ngài chỉ là Văn Thù Sư Lợi. Và do cái Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ, cho nên chúng ta để hai chữ trí tuệ phía trước để nói lên cái công hạnh của vị Bồ Tát này. Giống như là Đại Hạnh Phổ Hiền. Tên của ngài chỉ là Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Và chúng ta thêm chữ đại hạnh là để nói lên cái nguyện, cái hạnh đức, cái việc làm của ngài. Quán Âm Bồ Tát tượng trưng cho từ bi, cho nên mình để phía trước là đại bi. Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng cho cái nguyện, cho nên chúng ta gọi là đại nguyện. Tuy rằng bốn vị Bồ Tát mỗi vị có một cái đặc điểm là đại bi, đại nguyện, đại trí, đại hạnh, nhưng mà bốn vị này không thể không có nhau được. Nếu một việc làm vì lòng từ bi mà không có trí tuệ soi sáng thì làm sao đi tới hành động được? Và hành động không thể thực hiện nếu chúng ta không có phát nguyện. Cho nên tuy mỗi vị tượng trưng cho một nguyện, một hạnh, nhưng mà bốn vị này là dung nhiếp lẫn nhau. Cho nên trong Văn Thù phải có Phổ Hiền, phải có Quan Âm, phải có Địa Tạng. Bởi vì nếu trí tuệ mà không có từ bi thì không được. Trí tuệ mà không có nguyện lớn cũng không được, không có việc hành động lớn. Cho nên bốn vị này là dung nhiếp vị. Còn cái câu là hộ pháp chư tôn á, cái chữ hộ pháp chư tôn là mình nói hết tất cả chư vị hộ pháp chứ không riêng một người nào. Tại vì chư tôn Bồ Tát mà,
Nhưng mà các vị này là những vị làm cái gì? Các vị này là những người hộ trì cho Phật Pháp. Hộ trì bằng bất cứ hành động nào. In kinh bố thí cũng có người hộ trì. Nấu cơm chay cho người khác ăn cũng có người hộ trì. Cho nên cái câu mà chúng ta thường hay nói đó, dĩ pháp hộ pháp. Chỉ pháp tức là lấy pháp. Chúng ta hãy lấy Phật Pháp để chúng ta hộ trì Phật Pháp. Mình muốn làm hộ pháp mà mình không có lấy pháp hộ mình, đó là nguy hiểm. Càng làm thì hồi nó càng sai. Cho nên muốn làm hộ pháp thì trước hết phải lấy để pháp hộ cho mình. Linh Sơn Hội Thượng, chúng ta có nhiều hội lắm. Ví dụ như là cái hội Linh Sơn á, ý muốn nói là ở trên cái đỉnh Linh Thú. Linh Sơn là cái Linh Thú, núi Linh Thú, thường hội đủ chư Phật và Bồ Tát. Cho nên chúng ta đọc là Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Còn ví dụ mình tụng Kinh Pháp Hoa là cái hội Phật nói Kinh Pháp Hoa có đủ các Phật Bồ Tát thì mình niệm là Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thầy cho con hỏi, đọc Kinh Lương Hoàng Sám trên xe có được không? Tại vì nhà con đạo Tin Lành không đọc được. Đọc thì không sao, tại vì ta Tin Lành chứ ta đâu có tin dữ. Thưa đại chúng, là mình tu á, là mình tu bất cứ nơi nào. Nếu như mình vì một cái hoàn cảnh nào đó, ví dụ có những người vì công ăn việc làm quá, về tới nhà là không thể nào nghe pháp đọc kinh gì được hết, thì quý vị cũng có thể nghe pháp đọc kinh trên xe. Hãy cái duyên nào nó đến thì mình hãy tùy cái duyên đó mình tu. Tu như vậy là có giải thoát, có an lạc. Còn mình miễn cưỡng một cái duyên nào để mình làm cái việc của mình thì đôi khi làm không rồi mà cái phiền não, rồi chuốc thêm những cái nghịch cảnh xung quanh. Thì nếu mà bây giờ mình đã quán chiếu, mình thấy cái hoàn cảnh mình như thế nào thì mình tùy thuận như vậy mà chúng ta được. Có nhiều khi mình cứ thành tâm mình tu, biết tâm mình chuyển. Pháp Hòa có kể đại chúng nghe rồi, hồi đó Pháp Hòa ham đọc kinh Địa Tạng quá. Ông bà già ngày xưa là có một cái quan niệm là không được đọc kinh Địa Tạng, tại vì đọc kinh Địa Tạng là trong nhà là âm binh nó kéo vô. Cho nên rồi mới đi nói với mẹ Pháp Hòa đó, đừng cho nó đọc kinh Địa Tạng, âm binh kéo vô. Bà già Pháp Hòa nghe đâu biết gì đâu, cấm không cho tụng. Quý vị biết Pháp Hòa chờ mẹ Pháp Hòa đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng á, Pháp Hòa căng lên hai góc tường vậy nè, rồi Pháp Hòa chui vô trong mùng và ngồi và đọc kinh Địa Tạng. Bây giờ nhớ là giận mấy bà đó nghe. Bà biết bà nào. Này, hồi đó là mấy người, cái đó là tà kiến đó nha. Đó, học mà không tu là thêm lớn tà kiến là cái chỗ đó. Không có một cái kinh gì mà tụng mà trong nhà xào xáo, trong nhà đổ nghiệp hết. Chỉ có cái kinh tài không đủ liền. Chỉ có mình đi kinh tài nhiều quá thì nhà mình mới kinh khủng nó nổi lên. Chứ có cái kinh gì mà nhà mình xào xáo được. Mình làm cho nhiều tiền rồi mình đi vô casino, mình ngồi mình kinh không trong kinh không 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 vậy đó. Rồi về nhà, nhà mình bắt đầu mới kinh khủng kinh hoàng. Mà nhiều năm không hết kêu kinh niên. Rồi rốt cuộc không ai nhìn ai kêu kinh gì. Rồi con cái nó gặp ba má nó kinh hoàng. Không có cái kinh gì mà tụng mà gia đình mình xào xáo. Nếu vậy thì đâu phải kinh Phật. Đi truyền bá kinh Phật mà đi truyền bá kiểu đó là phỉ báng Phật rồi. Nó không có cái chuyện mà tụng kinh gì mà bị phạt. Phật Phật nói kinh cho mình tụng để mình học mình tu, mà bây giờ tụng kinh đó lại bị gia đình xào xáo thì có phải là trái nghịch như vậy?
mà cái cơ bản nhất mình nghe còn không lọt thì tại sao mình lại đi nghe những cái tạp kiến gì? Mà người mà tự xưng mình là hiểu biết lớn mà nhiều tạp kiến như vậy thì làm sao mà mình có thể tin? Cho nên không có tụng cái kinh gì, quý vị biết không, bà phải chui vô trong cái bụng mà tụng. Ở ngoài tao thấy tao về tao mép tội nhiều bà tám lắm chứ bộ. Nhà của mình tụng không mắc mớ gì mà bà tám cũng ngó nữa. Bà tám bà ngó bà mới thấy bà mới biết bây giờ bà mép. Rồi bà Hòa mới căng cái mụn qua để căng hai cái mụn, nó có bốn cái góc, căng hai góc vô tường, còn hai góc chui vô hồi đó. Nhưng mà rồi nó hay lắm. Pháp Hòa bây giờ mình mới thấy là mình ứng dụng quẻ dịch. Cùng tất biến, biến tất thông. Nếu mà đi tới đường cùng thì phải biến. Biến tức là mình biến thể nó. Không tụng trước mặt Phật, không tụng trước mặt mấy bà thì tôi tụng trong bụng. Đó, cùng tất biến mà. Hãy mà biến thì tất thông. Thì khi mà vô ngồi tụng mà lạ một điều là tụng xong cái phẩm thứ 13 trọn bộ Địa Tạng rồi là công khai tụng, không ai nói gì. Mà hồi nhỏ Hoàng có một cái quan niệm là thể mà thấy có người lạ tới nhà đó là phải đem kinh tội phước ra tụng cho họ nghe, quan niệm vậy đó. Nên mấy bà mà tới nhà ngồi chơi với mẹ Pháp Hòa, Pháp Hòa lấy kinh Địa Tạng ra tụng, tụng cho mấy bà nghe tội nghe phước nghe không. Đặc biệt là tụng phẩm thứ tư. Cái phẩm mà nói là nếu gặp kẻ cha mẹ ghẻ, cha ghẻ mẹ ghẻ, ngỡ độc ác với con cái, thời dạy rõ quả báo, trở lại hiện đời bị roi bọt á. Nếu gặp kẻ hao phung phí phát của, thời dạy cho họ biết quả báo, tiêu dục thiếu phục. Thể mà bà nào tới nhà chơi lấy kinh Địa Tạng ra tụng. Mà tụng không cần thứ lớp, phẩm nào đó tội là đem ra tụng, không cần một hai gì. Quý vị nhớ canh giờ gì của Hoàng nha. Tại vì bữa nay của Hoàng ăn lương giờ đó. Bạch thầy, ăn chay trường trì chú, vậy mình ăn tỏi được không? Tại vì bạn con nói không được ăn Long Thần Hộ Pháp không ngộ. Trời ơi, ông Long Thần Hộ Pháp này ông người Ấn Độ, ông ăn cà ri nó còn hôi hơn. Ông ăn cà ri nó còn khủng khiếp hơn nữa mà lo gì ông ăn tỏi. Đấy, cái này là dạng gì? À, cái vấn đề ăn tỏi, ăn hành đó, nó không có nằm trong cái nguyên thủy của Phật giáo. Khi mà sau này các ngài mới đề xướng, vì các ngài biết rằng trong cái ngũ vị là hành với tỏi đó, ở trong đó cái tánh kích thích nó nặng, cái mùi nó nồng. Cho nên nếu mà là một người xuất gia thì nên giảm nó, giảm thôi. Chứ còn thí dụ như bây giờ mình lỡ mình mua cheese bread, trong đó nó có một chút xíu tỏi, không lẽ nói để tôi lựa tỏi này. Có ăn thua gì đâu. Nếu mà nói là các vị Long Thần Hộ Pháp mà chê cái mùi tỏi đó, cái dầu thơm mà mình xài đó mấy ông đã chê rồi. Cõi trời tứ thiên vương mà bay ngang ra cõi ta bà, mình là các ngài bịt mũi hết. Các ngài nó ở dưới nó có cái tiệm gì nó kêu duty free, nó sao nhiều mùi hôi quá. Cái dầu thơm mà mình gọi là tại vì cái nghiệp của con người mình tới đó, mình ngửi cái mùi đó mình nó thơm. Nhưng mà chư thiên cao hơn, họ ngửi mùi đó họ nói chưa đủ thơm. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình là con người, mình thấy ly nước là ly nước. Nhưng mà ngạ quỷ, cái nghiệp lực của họ nó thấp hơn mình, thấy ly nước là ly máu. Cũng giống như mình, cái nghiệp của con người mình thấy cái đống phân là hôi, là dơ. Nhưng mà cái nghiệp của con dòi thì là chỗ ăn ngon của nó.
tùy theo cái nghiệp, cái nghiệp của mỗi loài mà nó nhìn sự vật mà. Thật ra ví dụ như mình nói cái chỗ mà sình bụt dơ, tại sao vẫn có những con vật nó nằm nó sinh sản trong đó? Vì cái nghiệp của mình là mình cao hơn nó, mình thấy cái chỗ đó dơ, cái nghiệp nó tới đó. Cho nên á, không có cái vấn đề mà mình ăn tỏi rồi mình tụng kinh không linh. Bây giờ nó ăn tỏi không linh rồi các người mà người ta không thể ăn chay ngày nào đó, vậy ai tụng linh nó ăn? Mình chỉ ăn rau cải mà chỉ thêm miếng tỏi thôi mà không linh. Rồi các vị người ta cá chiên gà quay mỗi ngày nó tụng linh đâu? Không phải vậy. Cho dù người ta ăn mặn 100% cũng là chuyện bình thường. Đó là tại vì mỗi cái truyền thống của người ta thôi, mình không ăn được thôi. Nhưng mà nhớ là ví dụ như tùy duyên trong món ăn nó có thì mình ăn được cái mùi đó thì mình dùng, không được thì mình cứ nói không được, tại cái nặng mùi là không được. Cái thứ hai, mình không tự ý mình đi mua về. Còn nếu như trường hợp mà ở trong đó nó đã sẵn có một chút chút mình ăn được, cũng giống như Pháp Hòa xin thưa đại chúng là từ nhỏ tới lớn là Pháp Hòa không ăn được cái mùi nào, chứ không phải bây giờ Pháp Hòa vô tu để Pháp Hòa đọc trong luật tới giới luật nó không được ăn hành, đúng không? Từ nhỏ là Pháp Hòa ăn tỏi hành là không bao giờ có tên. Cho nên từ nhỏ Pháp Hòa là không biết cái chén nước mắm pha ra làm sao, là gì trong đó lúc nào ta cũng bọc tỏi để vô là Pháp Hòa không có ăn được. Mẹ Pháp Hòa mà nấu canh mà để hành lá vô là rồi Pháp Hòa ngồi là Pháp Hòa nhớt xâm xịt lên là ăn không được, chứ không phải là bây giờ mà vô tu rồi có bà mới được. Thì cái mùi đó nó nặng quá bà ăn được. Giống như người ta vô chợ người ta mua ổ bánh mì chay, ở bánh mì chay thì tức là không có thịt thôi, nhưng mà ta cũng vẫn để ra thì người ta vẫn lấy củ hành trắng người ta bỏ vào. Mà nhiều khi mình không biết là mình cắn vô một cái mình trúng miếng hành là trời nó đông nó khó chịu phải lấy ra. Hay là lỡ mua bia xà chay rau không, nhưng mà trong đó vẫn có củ hành nữa thì mình phải lấy ra, tại mình ăn không được chứ không thử gì. Nhưng mà ông ăn không được thì có bà thấy người ăn được mà cũng chẳng chết, anh ăn vậy là bến tụng đấu linh đó. Và thưa đại chúng là mình tụng kinh đó là để mình học hỏi những lời trong đó dạy để chúng ta chuyển hóa phiền não chấp trước của mình, chứ không phải tụng xong rồi mình ra những cái cục này nè. Cái cục là ăn tỏi không được, ăn hành không được, rồi ăn thịt thì chú không linh được, không có. Mình hiểu như vậy, thật sự ra những vị mà không biết là hỏi là đúng. Nhưng mà những cái hình thức này là tà kiến chứ không phải hoàn toàn quý vị tà kiến. Nhưng những cái câu và giải đáp như vậy, những cái lời chỉ dẫn này, nhưng mà mình nghe, mình không hiểu, mình hỏi là đúng. Nhưng mà đây là những cái hình thức tà kiến. À, thưa thầy, có đề kinh Thủ Lăng Nghiêm, có đề kinh Lăng Nghiêm, thưa thầy có gì khác nhau không? Dạ thưa, khác. Khác là dù là Thủ Lăng Nghiêm hay là Lăng Nghiêm á, là cái chữ, là một cái tên của một bộ kinh gọi tắt. Cái bộ kinh này nếu nói cho đủ thì phải 19 chữ. Đại Phật Đẳng Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cái đề kinh này nói cho đủ là 19 chữ, nhưng nói tắt là Kinh Lăng Nghiêm hoặc là Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh thôi. Nhưng mà đầy đủ tên này là vậy đó: Đại Phật Đẳng Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Dạ không, năm cái đệ Lăng Nghiêm và thần chú mà mình tụng buổi sáng đó là năm cái đệ đó, là nó nằm ở trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm dày lắm, nó dày giống như cuốn kinh Pháp Hoa của mình vậy đó. Rồi năm cái đệ Lăng Nghiêm là nằm ở trong một phần đó, rồi các tổ mới rút năm cái bài thần chú ra làm một cái đề, một cái nghi thức cho mình tụng buổi sáng. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm nó không phải chú trọng ở năm cái đệ chú đó,
mà Kinh Lăng Nghiêm là quan trọng, nói về cái vấn đề trị tâm, nói về vấn đề những cái hiện tượng của những cái tâm ma mà những cái chướng ngại mà khi chúng ta tu chúng ta gặp. Cái quan trọng là những cái điểm đó, chứ không phải là những cái chuyện gọi là những cái năm cái đại lăng nghiêm này. Bạch thầy, sáng ngày mai thầy có hướng dẫn chúng con công phu không ạ? Dạ thưa, là em đã nhận tiền lương tuần cho nên mai sáng em sẽ ra. À, kính thưa thầy, trước đây con thường lên mạng nghe pháp thầy giảng không gì trở ngại, nhưng bây giờ thì quảng cáo quá nhiều trong một bài giảng, xin thầy chỉ cho con bỏ quảng cáo được không? Cái câu này là nó out of control. Quý vị hiểu ý không? Dạ tôi như thế này nè, Pháp Hòa là hoàn toàn không biết bất cứ gì một cái gì về cái kỹ thuật gì đó, đây là vi tính hả? Không biết gì hết. Ngay cả cái máy thâu này chỉ đi về biết đưa cho mấy Phật tử rồi họ lấy ra họ làm gì đó họ làm. Họ edit làm sao đó, để lên mạng sao là Pháp Hòa hoàn toàn không biết. Cái máy chụp hình con không biết xài mà. Nhưng mà bây giờ người ta bỏ lên mạng là chùa bỏ lên. Nhưng mà có rất nhiều người khác, người ta lấy những cái đó về, rồi người ta quan hệ với YouTube, công ty YouTube làm sao đó để được đăng quảng cáo làm sao đó, thì em có biết ở đâu. Mà bây giờ ở trên đời này, nếu mà cô lên trên đó, quý vị lên đó, mà bây giờ nó hàng trăm những cái website mà người ta để một bài giảng lên, rồi làm sao mình lấy cho hết. Thì thôi bây giờ theo lời câu hỏi là con bỏ quảng cáo được không? Dạ vô tư. Không thích thì cứ bỏ qua. Mấy giờ? Rồi thôi câu hỏi nhiều quá, để mai tiếp. Mai 10 giờ. Rồi bây giờ mình họ mình một câu nữa là mình nghỉ nha, ăn trưa. Xin thầy quan hỷ cho con biết, nếu người lập gia đình muốn xuất gia có cần sự đồng ý của người phối ngẫu không? Có không? Không có thầy lãnh đạn sao? Nói mô Phật thầy lãnh đạo tinh thần, mà lãnh đạo đâu chưa thấy mà thấy lãnh đạn nữa. Nói lại chúng ở trong luật đó nha, khi mình đi tu á có 20 câu hỏi. Lúc mà dẫn mình ra hỏi, trong đó có một câu là có được sự đồng ý của người nhà chưa? Nếu mình là con thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nếu mình là chồng hay là vợ phải có đồng ý của cái người kia. Lý do là như thế nào? Nếu như á, nếu cái mặt thường lệ thôi, nếu như mình không có sự đồng ý mà mình vô chùa mình tu, có thể là do mình hờn anh giận em gì đó. Rồi mình đi vô ông này rồi thầy không biết gì hết, thầy cho mình đi tu, rồi mai mốt ông chồng vô ông quậy sao, hay là bà vợ bà vô bà la làng sao, cho nên không được. Đó là mình nói theo cái đúng cái thực tại nó vậy. Còn nếu mình nói về cái nghiệp duyên, nếu mình chưa trả hết cái nợ cho cái người đó mà người đó không đồng ý cho mình đi mà mình quỵt á, quỵt thì nó cũng có nhiều loại quỵt, ngoài tiền nó còn quỵt tình. Mà nếu như cái người này mà không phải là cái người đồng ý cho mình đi tu á, thì họ oán trách mình. Họ oán trách mình thì họ đời sau họ có sanh ra, họ sẽ là người trở ngại cho mình nhiều hơn nữa trên đường tu của mình.
Cho nên đời này tại sao mình đi tu mà mình cứ gặp nhiều cái trở ngại của cái người phối ngẫu mình, mặc dù mình không phải đi luôn, chỉ đi một khóa tu thôi, mà họ cũng không vui, rồi họ có những thái độ về nhà thế này đó, là gì? Vì mình không có trọn vẹn rồi mình làm cho họ phiền não, họ sanh. Đôi khi á, mình ham tu mà mình quên á, độ ai chưa biết mà người nhà, người thân của mình đã phỉ báng, đã không vui với cái đạo của mình theo là mình đã gặp rồi. Nếu mình tu làm sao mà để người khác cũng cùng cảm thông với mình, thì cái chỗ đó mới gọi là đạo cảm thông, không thể nghĩ bạn. Nói nếu mà mình không có, sao nói hay vậy? Này là cũng thường thiếu pháp chợ đen lắm. Để hôm nào Hoàng kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà quỳnh tình. Dạ, phim mà nhiều tập mình xin hết lúc này. À, bây giờ chúng ta hồi hướng để chuẩn bị đi ăn trưa. Khỏi ăn. Lâu lâu mới nghe được câu an ủi. Mấy bữa trước cũng ngồi của Dương nói xong chưa. À, xin đại chúng hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng